cùng nhau mua thêm một vài phụ kiện trang trí khác nữa nha. Theo mình đến chơi. Thank you.
月二十号。hôm nay là ngày 20 tháng 11. Hôm nay là ngày 20 tháng 11. Today is the 20th of November. 老师好，今天十一月二十号。老师请。Nhà giáo Việt Nam nên là mình đang có tổ chức gọi là bữa tiệc nho nhỏ với lão sư. Wa cha cai, jian jian shi zhao shi jie. Hôm nay là Việt Nam giáo sư jie. Well, it is also the Vietnamese teachers day. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Shi Yue Nan Jiao Shi Jie. Sau một khoảng thời gian được học với cô Tú thì mình thấy cô là một người rất là dễ thương, hòa đồng, biết lắng nghe ý kiến của học viên, giải đáp mọi thắc mắc của học viên đưa ra. Bên cạnh đó, mình thấy chuyên môn của cô cũng rất là giỏi, cho nên sau một khoảng thời gian được học tiếng Trung với cô thì mình thấy khả năng tiếng Trung của mình được nâng cao hơn, từ ngữ phong phú hơn, cho nên là câu cú cũng sẽ chỉnh chu và hay hơn nữa. Và thật sự rất là cảm ơn cô. Biết giao tiếp nhiều hơn, đặc biệt là biết cô giáo Tú rất là vui, rất là thoải mái. Đã sư của trại sang sĩ cô tao là cô giáo khởi sư của hành chỉ quan lão sư. Quen thân nhiều người bạn, học được tự nhiên là học tiếng Hoa là tại vì trước đó là mình không biết cái gì cả. Học xong lớp này là mình biết có những cái thứ cơ bản và bắt đầu nói được minh tinh, minh tung, sơ sơ, nói được mấy cái từ vớ vẩn. Cô dạy tuần thứ hai thôi nhưng mà mình thì biết một tuần thứ vớ vẩn thôi. Có thể học được cô nhiều thứ phức tạp quá, không phải chỉ đi học tiếng Hoa không có hứng thú, chỉ đi học có gì là công việc bắt buộc chỉ phải đi học thôi. Nhưng mà sau khi chị học qua lớp cô Tú rồi đó, chị cảm thấy là chị từ từ có hứng thú với tiếng Hoa, giống như cô nói chị thích đọc với là thích Hoa, sau này không phải là thích mà là yêu, đó là chị có sự xì Hoa. Bình là của bộ nặng cân này khởi thủ sẽ mình truy trừ hẳn của trao khảo phủ của nì mân mẹ cơ rẫn tô bi sư quản tơ khẩn hào yên quay mẹ nhìn chữ dầu cho gian y thiên chia chỉ quỷ tinh cân nì mân chan cha học. Nelson Mandela used to say, education is the most powerful weapon which we can use to change the world. So today on this special occasion of Teacher's Day, I would like to celebrate and show my gratitude toward one of my beloved teacher, Ms. Tu, who has put untiring effort to guide me on the journey to master another language. The best teacher teach from the heart, not from the book. Teaching is also the one profession that creates all other professions. So I'm here to celebrate you for being a devoted, a selfless, and a hardworking, and also the wisest person in the classroom. You are more than a teacher to me. So thank you for helping me become the person I am today. And also thank you for being a wonderful teacher as you always are. Happy Teacher's Day. Mình nghĩ của cô là trong thời gian tới đây, cô có cái mong muốn gì hay là có ước muốn gì trong công việc và trong gia đình hay trong phúc cá nhân, mong cô vạn sự như ý. Cô nhận được cái đẹp tốt đẹp nhất. Chúc thì chào sư chế khỏe lờ. Mình chúc cô sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe nè, sống vui, sống khỏe, năng động, nhiệt huyết với nghề hơn nữa, đã có thể có thêm nhiều fan. Bên cạnh đó thì mình cũng chân thành gửi lời tri ân đến cô, mong cô sẽ sớm tìm được bạch mã hoàng tử của mình, gặp được chân mệnh thiên tử. Cảm
cảm ơn cô, yêu cô. Chúc cô là có một ngày 21 vui vẻ và thành công trong công việc cũng như giảng dạy của mình. Chúc cô làm sư, xin chào sư sống, sư thị thanh thang, hoa sư đủ nhi. Chúc mình 最后我祝你永远漂亮天天幸福在生活里越来越成功老师教师节快乐 我猜这里面可能是吧？OK，我喜欢看书，也谢谢你们。我喜欢这些里面。那用了很有感想啦，photographer của lớp này rất là dài，印象。Cô
với mỗi lớp sẽ có những cảnh ngộ khác nhau. Thì hôm nay cũng rất là vui được đi ăn món Hàn Quốc với lớp của mình. Mình không khí ăn thì nói chung là kiểu như là cô trò, tình thầy trò, có vẻ là mình lâu đó ủng hộ. Ok, cô rất là cảm ơn các bạn. Hôm nay là cô có một cái ngày 20 tháng 11 và một trong những lần tham gia đó với cô trong một bài đi dạy của cô. Cô xem này nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.